Buổi sáng nay tới công chuyện nữa các bạn ơi, con heo đẻ lọt xuống đây luôn rồi nè. Rồi mình ra đây mình thấy con heo này tự đẻ nữa rồi. Công chuyện tới liên tục luôn các bạn. Đây nè, con này đẻ ra nhau rồi, con dây gúng còn quấn nó nữa kìa. Thằng ơi, con này con đẻ được chỉ có 6 con thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại là đẻ được 6 con nè các bạn. Mà mình thấy nó ra cái chùm nhau rồi, là không biết còn con nào hay không. Thôi nó lọt xuống dưới này con nè. Thôi nó đi nè, để mình kiếm coi còn con nào nữa không. Đây mình vừa gượt bắt nó xong rồi các bạn. Để mình kéo dây gúng con này ra đi, nãy giờ chắc ở đây lâu lắm rồi. Rồi đây nè các bạn, con heo này nó đẻ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Hiện tại là 7 con mà nó ra một chùm nhau rồi. Thì mình nghĩ là con heo này là chắc có 7 con rồi các bạn. Tại vì hồi cái clip trước mình quay cho các bạn xem đó, là cái bụng nó rất là nhỏ luôn. Ở đây nè, cái chỗ này là nó còn đội nè. Chỗ này nó còn đội nè, nhưng mà mình không biết là chỗ đó là còn nhau hay là còn con nữa. Hiện tại là được 7 con nha. Để mình bắt cây đèn úm cho nó đi, rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Đèn úm cho đàn heo mình là các bạn. Đó, được 7 con rồi, ra một chùm nhau nhỏ, nhưng mà không biết còn con nào nữa hay không nha. Một tí nữa mình cắt gúng mấy con này cho nó gọn lại các bạn ơi, để nó thòng quá trời luôn. Hôm qua giờ mình không có thấy hiện tượng đẻ gì hết trơn á, mà hôm nay mình ra chuồng là nó đẻ rồi. Vậy công chuyện tới liên tục luôn, heo không gài là tự đẻ nhiều, với con này đẻ sớm các bạn. Lịch của nó là ngày 16 mới đẻ, hôm nay mới có ngày 5 là nó đẻ rồi. Hôm nay mới có 5 tay là nó đẻ rồi. Nó đến nó đẻ sớm 11 ngày, không biết mình có ghi lộn không, không lẽ con nào mình cũng ghi lộn. Thì các bạn ơi, nó ra nước ối phân su nữa kìa, nhưng mà không biết còn con nào hay không. Nước ối còn phân su là khả năng là còn con nha. Đó, hiện tại là 7 con. Cái con này á là cái bụng nhỏ thì khả năng là chắc không tới 10 con đâu. Nhưng mà mình gán đợi đi, được con nào thì hay con đấy các bạn. Con heo của mình nó đẻ thường gớt các bạn, cái sàn đẻ này nó làm dở cái là vấn đề này nè. Đó, ngay chân chỗ cái con mẹ nó ăn nè, là cái khoảng trống chỗ này là những con nhỏ nó dễ lắm, mình phải bắt thêm cây sắt nữa nè các bạn. Rồi thêm mà cái sàn này nó dở cái là nhiều con gớt cái sàn này lắm rồi. Nó hàng cái chỗ này nè. Cái chỗ này cái cây chỗ này là nó quá rộng luôn. Nó rộng so hơn bình thường. Cái này thôi mà con heo nhỏ nó đã muốn gớt rồi, mà cái này nó rộng gấp rưỡi ra. Nó rộng lắm, nó rộng chắc cỡ 7 cm á. Nên con heo cái bầy này á, là con nào đi tới đây nó cũng lọt hết trơn á. Hồi nãy là mình bắt là hai con bự luôn á, chứ không phải là mấy con nhỏ dưới đâu. Bắt heo bự luôn á. Đó, để mình chích cho nó một mũi oxytocin đi, coi còn con nào không, để cho nó đẩy ra. Nếu nó không còn con thì cho nó đẩy nhau ra luôn nha. Ở đây nè các bạn, mình rút oxytocin, mình sẽ chích cho nó 3C nha. Đây là cái núm dặn nè các bạn, mình chích cho nó 3C. 3C là đủ tác dụng rồi nha các bạn. Lúc heo đẻ là 3C đủ tác dụng rồi. Khi nào mà con nái đẻ xong, hôm nay đẻ xong nè, ngày mai thì mình sẽ chích oxytocin thêm. Mình sẽ chích 5 ngày liên tục. Ngày đầu tiên là 5C, 4 ngày còn lại là 3C nha. Đối với những con heo đẻ bình thường, amoc là tiêm 3 mũi, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Các bạn nên dùng ưu tiên amoc loại tốt cho nái nha các bạn. Tại vì amoc loại tốt nó mới kháng viêm tốt và thành phần chất dẫn nó tốt thì nó sẽ hiệu quả cho con nái nhiều hơn. Còn mà các bạn dùng cái amoc mà loại rẻ tiền á thì nó kháng viêm không tới, thì có thể các bạn tiêm lên 4 mũi, 5 mũi luôn. Còn đối với những trường hợp mà các bạn đưa tay vô can thiệp á, ít nhiều gì nó cũng phải bị viêm hết các bạn, ít nên các bạn phải tăng liều amoc lên thì nó mới kháng viêm hiệu quả nha. Còn các bạn nào mà biết thụt rửa được á thì các bạn cứ thụt rửa để cho con heo của mình nó sạch cái những cái dịch hậu sản bên trong, nó để nó không có động lại, để nó lên lúc mà nó lên giống lại á thì mình phối bình thường. Còn mà những mà con đẻ bình thường á thì mình không cần thụt rửa cũng được, mà các bạn muốn thụt rửa thì cũng được. Đối với những con can thiệp là chắc cú nó sẽ bị viêm luôn, thụt rửa thì nó sẽ tốt hơn. Mình vừa tiêm xong oxytocin cho nó các bạn ơi, mình nghĩ là nó còn con, thấy nó còn gặn đó là chắc còn con. Thôi nó đẻ ra một con nữa các bạn ơi, con này con thứ 8 nè các bạn. Đó, nãy giờ canh nó gặn luôn mà nó đẻ ra, mới quay cho các bạn xem nè. Để mình kéo nó ra nha. Đó, đây là con thứ 8 nè các bạn. To và dài đòn nha. Con này không có được mập mà nó không ốm, nhưng mà được cái là nó dài đòn các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó nằm mà nó dài coi kìa.
để mình lau chùi con này đi, mình bỏ qua cho nó bú luôn nha. Rồi đây là con thứ bảy nè các bạn ơi, để cho nó bú luôn nha, cho em bú với mấy đứa ơi. Đó, mình để xuống đây đi, rồi tự động nó sẽ tìm vú nó bú, cho nó nằm mà nó sưởi ấm xíu đi. Rồi mình đợi một tí nữa coi còn con nào nữa hay không nha các bạn. Bây giờ là 8 con nha. Khi cái con thứ 8 này ra các bạn, là nó ra thêm một chùm nhau nữa. Còn heo nữa các bạn ơi, mình kéo chùm nhau rồi mình thấy cái giò nó lòi ra các bạn. Để mình kiểm tra rồi mình kéo tiếp nó ra. Rồi nó thụt vô rồi. Mà mình kéo ra cái chùm nhau nè. Rồi bắt đầu là mình thấy cái giò heo con nó thụt ra nữa, còn nữa nha. Rồi nó ra tới rồi các bạn ơi, mẹ nó gặn nè. Đó, nãy giờ mình đợi lâu quá mình kéo nó ra tiếp khúc. Đó. Con này con thứ 9 nha các bạn. Thứ 9 rồi nha, để kéo dây rúng ra nè. Rồi đứt dây rúng luôn rồi. Rồi quay cho các bạn xem cái con thứ 9 nè. Con này cũng dài đòn nè các bạn. Đợi cho nó nằm đèn ấm tí xíu đi, cho nó ấm ấm đi rồi nó bắt đầu nó mới có sức. Còn cái con hồi nãy không biết con nào nữa, nó bú được rồi. Đây cái con hồi nãy nè. Cái con thứ 8 mới ra hồi nãy nè. Đi còn lận cận nè. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5, 6, 7, 8, 9. Hiện tại là 9 con rồi các bạn ơi. 9 con mình thấy cái bụng nó cũng xẹp rồi đó, mà nó ra nãy giờ là 2 chùm, gần 3 chùm nhau rồi. Mình nghĩ là chắc hết quá. Nó ra 3 chùm nhau rồi. Không biết còn cái gì nữa không? Không biết còn con nào nữa hay không. Heo của mình nãy giờ nó uống sữa được khoảng gần 1 tiếng nữa các bạn. Lúc 7 giờ rưỡi mình để, bây giờ là 8 giờ 20 nè. Nó uống hết, bây giờ nó ngủ luôn rồi nè. Đó, mấy con bên đây thì còn bú nữa nè. Đây là ngày đầu tiên nha các bạn, ngày đầu tiên là uống được một bịch sữa. Hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn, ngày hôm qua mình để buổi chiều là để tới sáng là nó uống hết rồi. Sáng 7 giờ rưỡi mình để tới 8 giờ 20, gần 1 tiếng là nó uống hết một bịch nữa rồi. Rồi để một tí nữa đi, khoảng 1-2 tiếng nữa đi rồi mình hãy để thêm. Tại vì bây giờ nó đã uống sữa no rồi, mình để vô nữa thì nó cũng không uống đâu. Nên từ từ thì mình hãy để nha. Rồi hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn, buổi sáng ngày thứ hai nha. Thì mình quay cho các bạn xem heo của mình buổi chiều ngày thứ nhất nha các bạn. Là tổng đàn là nó chỉ được 9 con thôi các bạn ơi. Hồi lúc sáng á, là có một con số 9 sau cùng á, là cái chân nó hơi yếu, nó nằm tuốt ở trên đó kìa, nằm trên chỗ đầu mẹ nó. Mà chiều nay thì nó đi được rồi, buổi sáng nó chân nó yếu, nó nằm bê, nó đi bê, nó đứng không được luôn á. Khoảng chừng 3 tiếng đầu là nó đứng không được luôn. Rồi mấy tiếng sau á, là mình nhốt lại, rồi bắt đầu là chiều nay nó cứng rồi, nó đi tới đi lui được rồi, nó bú no rồi. Đó, tổng đàn của mình là 9 con nha các bạn. Con heo này bụng nhỏ các bạn ơi. Rồi cái đàn heo bên đây hôm nay là ngày thứ hai nè các bạn. Mình đã cho nó uống sữa với amoc với cám tập ăn rồi. Hôm nay là nó uống 3 bịch sữa rồi. Đó, hôm nay là ngày thứ hai nè. Các bạn nhớ đón xem cái clip mà mình tập cho heo con uống sữa này nha. Khoảng chừng 5 đến 7 ngày nữa thì mình ra cái clip này để cho các bạn tham khảo. Đó, hôm nay là ngày thứ hai nè, mình mới đăng video hồi sáng đó các bạn. Thì hôm nay là nó bú, nó uống được 2 bịch sữa rồi. Cái bịch này là bịch thứ 3 nè, với nửa nắm cáo tập ăn nha. Có một số con thì nó cũng uống sơ rồi, bắt đầu nó vô nó bú nữa rồi.